Hello, chào các anh em. Hiện tại mình đang sửa máy tại nhà của chú Hùng nha. Thì nhà chú Hùng này ở ấp Phước Bình, xã Phước Minh. Thì chú Hùng này là sửa máy, chuyên sửa về dòng máy Tin 660 nha. Thì chú Hùng sửa, chú Hùng không có phun trương mọi người, không có để bảng, không có để gì hết á. Chỉ sửa cho mối, dù quen biết, lại tới chú sửa thôi. Thì mình đi sửa máy thường thường là đụng tới bên trong máy mình mới đem tới chú Hùng. Còn lặt giặt rồi giặt thì mình đi tiệm không à. Thì hôm nay mình cái máy mình nó bị hư rồi mọi người, bị hư một đoạn dắt nên mình thay một đoạn dắt, thấy chú nhờ chú sửa thì chú đang sửa nè. Hôm nay mình chú Hùng nè, chú Hùng này làm nhà kia lâu năm đó mà các anh em. Thì các anh em nào ở bên Tây Ninh đó thì chắc chắn là sẽ cũng biết sơ sơ về chú thôi, nhiều tiếng thì biết nhiều, bên nhiều tiếng thì cũng biết nhiều bên mình Bình Dương mọi người. Thì chú Hùng rất am hiểu về dòng máy 660 này nên tới chú sửa thì luôn như nó mình cảm thấy nó yên tâm tới sửa. Mình dắt là các anh em lắc cái này nè mà nó kêu cục cục là xong rồi. Anh em lên đi thay liền nha. Không, nó lột cái lồng. Lên nó phá cái lồng. Nó lột cái lồng, nó xỉa bên nó lột cái lồng. Còn cái trường hợp mà nó mới chớm thì thường là phá phút trước chứ không? Nếu mà nó mới lắc á, là mình cố nó để cua á là nó lỏng lưng bật đạn. Lỏng bật đạn là cực á. Lỏng lưng bật đạn. Lỏng lưng bật đạn rồi, nhưng mà đóng lại nó đâu có ngon đâu. Đóng semi lóc nha. Đóng lại nó ngon. Thì cái trường hợp của đạn dắt nó cũng nguy hiểm lắm, con máy lắm á. Nên nghe nó trở tiếng là nên đi ra tiệm kiểm tra sửa liền. Con cũng đang sợ đây, con thấy kêu cục cục nên cũng sợ, không biết bị gì trong này. Chúc chú rã, đây là chú rã bằng thủ công không mọi người, kiểu truyền thống nha, không có mà ré tục tục đâu. Ngoài nó hư ghê nữa nè, nó lắc dùng lắm. Ta làm cho lẻ, ta làm cho lẻ, làm kỹ, người ta làm được nó cứ để bắn, mình có khi người ta bắn xong rồi người ta đâu biết mình bị con dên đâu, lắc dên nè, dên này nó nhặt á, nó quay gấp đôi lúc máy mình chạy á, thì nó mới ra được cái nồi, dữ vậy hả, quay ngược lại, nó quay gấp đôi á. Thì là cái máy mình chạy tải cây là nó may mạnh rồi phải không? Nhưng mà nó gấp đôi cái lúc mà nó chạy vậy, mẹ nó giặt nó mới ra được cái nồi á. Quay ngược ngược tâm rồi. Bởi vậy, nhiều khi người ta không biết, người ta thấy bắn máy nhỏ lẹ nhưng mà thực tế nó không phải vậy đâu. Bút vô cái đụng. Biết như chú là mua máy mấy hồi đâu. Tại vì trong nghề mà xài cái đó thì cái này anh em phải cần tham khảo. Nếu anh em đi mua máy á, mua máy với hàng 660 thì bây giờ nó đang hiếm, nó đang hiếm thì anh em đi mua máy nên biết cái hàng nó rã hay không là anh em dặn với một con ốc thôi, một con ốc ngay ốc thì nhúng ngã ba đây nè, con ốc ngay cái cục nhúng ngã ba này. Nếu dặn là anh em còn thấy keo xanh như vậy á thì cái máy nó chưa rã nha. Còn nếu mà dặn ra mà thấy ốc nó mắc keo xanh rồi thì cái máy nó 100% là bị rã rồi. Rồi vì buông máy rồi thì các anh em nên lưu ý điều đó. Nhiều lúc người bán người ta nói chưa buông máy, chưa rã máy thì mình đâu có tin được buông bán mà. Mình phải kiểm tra cho thật kỹ. Cái dên này nè, nếu mà đầu dên này có sọc á là dên AB, còn dên này nó không có sọc là dên riêng đó. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Để cái là biết rồi. Thì nhiều lúc thì tiền mắc tật mang mà. Mình là người nông dân là mình phải lựa chọn những con máy mà nó vừa túi tiền mình để mua về, cái tiền mắc tật mang cái khổ nữa. Vậy luôn. 660 bây giờ đang săn dữ lắm. Đang hiếm, đang săn dữ lắm nên anh em lưu ý điều đó nha. Thì những cái nào quan trọng trong con máy thì mình chú Hùng chia sẻ thì mình sẽ quay lên. Bây giờ đã rã cây dên ra các bạn, tới mặt bạn rồi.
xe hoặc đạn 2 tầng nha, đạn bên bên nồi nha. Đạn 2 tầng thì hư hết rồi, hư hai cái luôn. Giờ dách thì còn ok, dách thì không sao. Cầu nó được vậy. Cái dách là cái kia thường thường lóc máy không à. Thường tôi kêu bật đạn dách là đạn với cộng với cái dách là kêu bật đạn dách. Đó là cái lóc máy. Thì cái lóc máy này nếu mà các anh em xài mà bị đóng sơ mi rồi thì cái nước mua đổi máy khác đi, đổi máy mới đi. Mà như tôi mới đứng mà bạn đóng dên đóng cục cục hả? Bạn nhẹ tiền hơn là mình đóng lóc. Bây giờ một đóng lóc 200.000 mà nó không có chắc ăn. Thấy là bạn nói trái đen khui thì lùi hết ha. Bạn một tầng bên qua lăng. Cái dên này mình còn IC à. Dên đang còn vàng. Nó chỉ nám nám đen ở dưới cái dưới cái bụng thôi. Khỏi thay đi ha. Dạ. Hết khỏi thay đi ha. Thay hết con luôn. Thay luôn ha. Hết bạn giống ra luôn. Thay cặp luôn đi cho nó an toàn. Đi cưa cây mà nó cột cặp giữa rừng mà không biết sao nó phải chạy đi thôi. Cái này nó chạy điên luôn á. Đang đóng dên cái này. Cho vô một con ốc trước. Này giống như mình cho nó giữ ra vô. Dùng cây nha. Đóng hai ba cái tiếp tục xiết ốc vô nữa. Kỹ sư mấy kỹ sư sửa máy nước ngoài đó, thấy mình làm thủ công thì ớn liền. Chú canh bằng kinh nghiệm chứ không có máy móc gì hết cái này. Nó nhẹ vậy. Giờ chú ráp xong rồi cái này. Đã ráp thì chú ráp nếu có nếu mà có đồ sẵn là hoàn hết, chú đã ráp chừng nửa tiếng hồ. Chú ráp thủ công thì giờ chú sẽ nổ máy rồi. Nghe im liền. Xong rồi các anh em, thì các anh em nghe nổ máy rất im, rất là sướng cái tai không? Thì dòng máy sướng xong này khi mà nó im rồi thì nổ rất là nghe rất là đã luôn. Thì giờ mình sẽ ngưng video tại đây, hẹn mọi người lại những video lần sau. Thì yêu mến chú Hùng thì hãy cho chú Hùng một like. Thì các anh em nào ở có gần bên chú Hùng muốn sửa máy thì liên hệ chú Hùng ở dưới số điện thoại dưới phần mô tả, mình để dưới phần mô tả video á. Các anh em xuống liên hệ chú Hùng để đến sửa máy nha. Thì nhà chú Hùng rất là dễ kiếm luôn. Thì các anh em là ngay xã Phước Minh, hỏi chú Hùng sửa máy ở ấp Phước Bình ở đâu thì người ta biết. Dạ, chú Hùng sửa máy cưa là người ta biết thôi. Rồi ok, sẽ ngừng video ở đây. Hẹn người lại những video lần sau. Yêu mến mình hãy cho mình like và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp tục làm những video mới cho mọi người xem. Chúc người luôn thành công trong cuộc sống và những điều tốt đẹp cùng đến mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại. Chào người chú Hùng. Chào.